Vâng, xin chào toàn thể anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ chọn trò chơi, chọn trò nào được nhỉ? Rồi, ba cào. Miền Nam thì gọi là ba cào. Mình sẽ vào sảnh sơ cấp, một ca cược tối thiểu. Vì số tiền của mình cũng nhỏ ấy, nên mình cũng vào đây cốt là trải nghiệm và quay video cùng anh em thôi. Không danh. Mở bài nào. Chỉ có 3 người chơi thôi, cược một lần. Số lần cược 1, 2, 3, 4, 5 ấy là tùy thuộc vào số tiền cược của mình thôi. Cược càng nhiều lần thì số tiền càng nên nhiều. 9 điểm ok, mình đã thắng rồi. Ván đầu tiên mình đã thắng rồi anh em ạ. 1.900 đồng, ok. Một ván thì cũng chỉ rơi khoảng tầm 20 giây thôi anh em ạ. Khá là nhanh. Mình thì mình thích sự nhanh chóng. Mở bài nào, một lần. 9 điểm, wow. Hên thế nhở. Hôm nay toàn được 9 điểm thôi. Đầu xuôi đuôi lọt. Từ lấy giờ mình thắng được 2 ván liên tục anh em ạ. Không dành. Được một lần thôi nào, mở bài. Hiện tại thì số tiền của mình là 620.000 anh em nhé. 8 điểm, ok, lại thắng, thắng 3 ván liên tục. Hôm nay thế nào nhỉ, đỏ thế. Số tiền của mình cược thì khá là nhỏ đấy, nên là số tiền lại cũng không được nhiều. Cược một lần thôi. Mở bài nào. Chỉ có 2 người chơi. 9 điểm, ok, lại thắng tiếp. Nhà cái được có 6 điểm thôi. Rồi, đã có thêm một người chơi nữa, là 3 người chơi tính cả mình. Vua cờ bạc, không giành. Mình thì mình không thích giành cái. Về luật giành cái này cũng rất là đơn giản thôi. Ai giành cái thì sẽ chọn ngẫu nhiên và ưu tiên những người có số tiền lớn. Ồ, ván này mình thua anh em ạ. Mình được có 3 điểm, nhà cái được 8 điểm. Trời. Bàn thứ tư à? Ừ đúng rồi, bàn thứ tư. Không giành cái. Mở bài nào, cứ một lần thôi. Ok, 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 ok. 5 điểm. Nhà cái 4 điểm à? Ồ, lại thắng rồi em ạ, lại thắng. Chứng tỏ là mình cũng khá là hợp với trò chơi này ấy nhỉ. Mình chơi ngoài đời thực thì lại không được đỏ cho lắm. Nào, một lần. Xem nào, xem nào, xem nào. Nặng bài nào, nặng bài, nặng bài. 9 điểm, à 18 điểm, 8 điểm, 8 điểm, 8 điểm. 9 điểm chứ. Ok. Ô khoai chơi à, rồi lại vào tiếp. 4 người chơi, ok, mở bài nào. Bắt đầu. Không giành cái. Một lần. Mở bài nào, mở bài. 5 điểm, nhà cái đâu nhở. Ồ, vẫn thắng, nhà cái được có 3 điểm anh em ạ. Nhà cái được 3 điểm thôi. Bắt đầu đặt cược. Không giành. Cược một lần. Mở bài nào. 8 điểm, nhà cái đâu nhở. Nhà cái 3 điểm, ô trời ơi. Bạn lại thắng. Hôm nay thắng liên tục. Mày đỏ quá nhở. Không giành cái. Ok, cược một lần. Một lần thôi nào. Mở bài. Wow, 3 cào. Mình đã được 3 cào rồi. 2.850 đồng. Hình như là được nhân 3 hay sao anh em ạ. 3 cào nhân 3 đấy. Bắt đầu đặt cược. Không giành cái. Mở bài nào xem nào. Mở bài, mở bài, mở bài. Cứ một lần thôi. Ok, mở bài nào. Ồ, 5 điểm, nhà cái mấy điểm nhờ. Nhà cái 8 điểm à. Nhà cái ăn tất. Được 8 điểm. Mình được có 5 điểm thôi anh em ạ. Chán ghê. Ván này sẽ gỡ lại này. 2.000 à. Một ván 2.000 cơ à. Nhân 4 à. 8 điểm. Ồ, nhà cái 9 điểm.
Nhà cái lại ăn tất. Đen nhờ. 8 điểm vẫn thua. Nó được 9 điểm liền. Không giành cái, cứ muốn ăn thôi. Mở bài nào. 5 điểm, nhà cái đâu. Năm điểm vẫn ăn anh em ạ. Hên quá, 5 điểm vẫn ăn. Rồi, chia bài đi. Không giành. Không giành. Được một lần. Mở bài nào. 9 điểm, yeah. Lại thắng tiếp. Nhà cái được có 2 điểm à. Rồi. Nếu mà từ đấy giờ mình mà giành cái mà được điểm như thế là cũng thắng được to đấy anh em ạ. Một lần. La 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 la. Mở bài 9 điểm. À, hôm nay toàn 9 điểm thôi. 1.900. Ok. Nhanh. Một lần. Mở bài nào. Ôm 1 điểm. Thôi xong. Thua rồi. Là cái tận 9 điểm liền. Mình được có 1 điểm. Đó làm sao được. Buồn ghê. À, nhanh nhanh để gỡ nào. Không giành. Cược đi. Một lần. Ok. Mở bài nào. Ô, 1 điểm à. Ô, trời ơi. Mình được có 1 điểm thì sao mà đấu được người ta. Thua 2 ván rồi anh em ạ. Giờ để đen thế này cơ à. Đúng môn hơn không. Bỏ bài nhanh. 5 điểm à, 8 điểm à, ok, gỡ được rồi. Hình như là mình thua thì thua 2.000 mà lại thắng thì được có 1.900. Ồ, thế là bị cắt phế à. Bị cắt phế đi 5% à. 7 điểm. Nhà cái đâu. Nhà cái 6 điểm. Ồ, mình lại thắng rồi anh em ạ. Lại thắng tiếp. Nhà cái được 6 điểm thôi. Chỉ còn 3 người chơi. Ok. Nhanh. Giành cái không? Không giành. Mình cược một lần thôi. Cược một lần.